Kinh văn: Nay ông tu chứng tam ma đề của Phật. Vậy đối với tư tưởng càng loạn là nguyên nhân cõi gốc của điên đảo, nên lập ra ba tiệm thứ mới diệt trừ được. Giảng giải: Nay ông tu chứng tam ma đề của Phật. Vậy đối với tư tưởng càng loạn là nguyên nhân cõi gốc của điên đảo, nên lập ra ba tiệm thứ. Ông phải lập ra ba loại tiệm thứ và lần lượt tu tập, vậy mới diệt trừ được mọi loạn tưởng. Kinh văn: Cũng như bình đựng trong sạch, trừ bỏ mật độc, dùng nước nóng và các chất tro, chất thơm rửa sạch bình, sau đó mới đựng cam lồ. Giảng giải: Cũng như bình đựng trong sạch, trừ bỏ mật độc, dùng nước nóng và các chất tro, chất thơm rửa sạch bình. Bình đựng trong sạch có nghĩa vật thể có căn bản trong sạch, tượng trưng tính của Như Lai Tạng, vốn có trong tất cả chúng ta, không bao giờ diệt mất. Mật độc tượng trưng cho vô minh và phiền muộn của con người. Nước nóng biểu hiện Phật Pháp sẽ làm trong sạch chúng ta. Rửa sạch là quay trở lại tự tánh của Như Lai Tạng, sau đó mới đựng cam lồ. Có thể là trí tuệ chân thật của chúng ta, nó giúp chúng ta hướng đến đạo giác ngộ. Nó còn tượng trưng cho nước cam lồ. Kinh văn: Thế nào gọi là ba loại tiệm thứ? Một là tu tập, trừ các trợ nhân. Hai là chân tu, gột sạch chính tính. Ba là tăng tiến, trái lại hiện nghiệp. Giảng giải: Thế nào gọi là ba loại tiệm thứ? Một là tu tập, trừ các trợ nhân, đấy là các nguyên nhân tạo tác nghiệp. Hai là chân tu, gột sạch chính tính, tức dọn sạch những nghiệp chướng như tham, sân, si. Ba là tăng tiến, trái lại hiện nghiệp. Tiến trình tu tập của con người là không còn tạo thêm nghiệp mới trong cuộc sống hiện tại. Kinh văn: Thế nào là trợ nhân? A Nan, đấy là 12 loại chúng sinh trong thế giới không thể tự toàn, phải nương theo 4 cách ăn mà an trụ, nghĩa là nương theo đoạn thực, sát thực, tư thực và thức thực. Vậy nên Phật bảo tất cả chúng sinh đều nương vào cái ăn mà an trụ. Giảng giải: Thế nào là trợ nhân? Có những trợ nhân tạo nghiệp lành, có trợ nhân tạo nghiệp ác. Ở đây, Đức Phật nói đến các nhân dẫn đến nghiệp xấu. A Nan, đấy là 12 loại chúng sinh trong thế giới. Như đã nói qua, không thể tự toàn, phải nương theo 4 cách ăn mà an trụ. Mọi người đều phải ăn để sinh tồn, nghĩa là nương theo đoạn thực, chia cắt thành từng miếng, từng phần để ăn. Đấy là cách ăn của chư thiên lục dục, của Atula, con người và súc sinh. Súc thực, quỷ và thần ăn theo cách đụng chạm thức ăn. Vài loại ở cõi trời cũng dùng theo lối này. Tư thực, cách dùng tư duy thiền định để ẩm thực. Đấy là cách chư thiên sắc giới. Và thức thực, lấy thức làm thức ăn. Đấy là cách chúng vô sắc và chư thiên phi tưởng phi phi tưởng. Vậy nên, Phật bảo tất cả chúng sinh đều nương vào cái ăn mà an trụ. Sau khi Phật thành đạo, muốn phá lối nhịn ăn, tu khổ hạnh, Ngài nói Pháp. Tất cả các chúng sinh phải nương theo cách dụng thực mà an trụ, đấy là chính giác, chính ngữ. Các tiên ngoại đạo cười, bảo, đứa bé và cả người ngu đều biết, sao lại nói là chính giác, chính ngữ? Phật hỏi lại, các ông biết dụng thực có bao nhiêu loại không? Các ngoại đạo lặng im không đáp. Nhân đó, Phật nói về 4 cách dụng thực an trụ. Ha ha ha, Bụt Sa Mâu Ni Sô ha ha.